Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày mùng 2 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi gặp gỡ kết nối song phương với các đối tác Nhật Bản tại Bộ Ngoại giao. Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiềm năng lợi thế phát triển của tỉnh, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai mong muốn Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, JCCI tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO, tập đoàn Sojitsu và tập đoàn Erex hỗ trợ tỉnh Lào Cai xúc tiến thương mại, trao đổi hàng hóa với các đối tác Nhật Bản, cung cấp dịch vụ logistics, hỗ trợ giới thiệu, quảng bá giúp tỉnh Lào Cai đến với du khách Nhật Bản, xây dựng Lào Cai trở thành hạt nhân du lịch của vùng và cả nước khuyến khích các doanh nghiệp của Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Lào Cai, nhất là các dự án đầu tư về công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử, ô tô điện, chế biến sâu các loại khoáng sản, các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản đại diện cho các đối tác nhật bản cho rằng lào cai và các cơ quan địa phương doanh nghiệp của nhật bản còn rất nhiều cơ hội để hợp tác đầu tư hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tại việt nam cũng như các đối tác nhật bản sẽ tăng cường thông tin xúc tiến đầu tư hợp tác với địa phương trên các lĩnh vực kinh tế công nghiệp chế biến du lịch giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới